vâng, em Cương xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip của em. Vâng, thì hôm nay thì em chuẩn bị đi giao một chiếc xe cho anh Giai ở thành phố Nam Định các bác nhà mình ạ. Thì hôm trước thì em cũng rất là vui vì là đã bán được cho anh Giai ở Nam Định một chiếc xe. Thì là anh cũng về, anh cũng mọi người cũng rất là khen, rất là thích. Thì có một anh bạn thì có nhờ anh ấy tìm mua có một chiếc Mazda CX-5. Thì hôm nay em cũng tìm được một chiếc xe nó rất là đẹp. Thì em có chuẩn bị em ship sang cho anh cho anh Giai các bác. Thì vâng, thì em Cương thì mua bán xe trên mọi miền của Tổ quốc các bác nhà mình nhé. Bác nào mà có nhu cầu mà muốn mua xe hay muốn tìm xe mà em chưa có thì các bác có thể gọi cho em. Em sẽ tìm cho các bác một chiếc, em sẽ tìm cho các bác xe và giá cũng để cho các bác một cái mức giá tốt các bác nhà mình nhé. Đó. Thì vâng, thì cũng cảm ơn các bác là trong thời gian vừa qua cũng đã rất là yêu ái và ủng hộ em. Thì em đáp lại cái tình cảm của các bác thì em cũng luôn kiếm được những chiếc xe chất lượng để phục vụ các bác nhà mình. Các bác nhà mình nhé, thì sau đây một chút nữa thôi em sẽ đi em ship xe cho anh đấy. Thì một chút nữa em sẽ quay quá trình để cho các bác nhà mình để biết được những cái mà cách thức mà em Thương làm việc như thế nào các bác nhà mình nhé. Vâng, các bác chờ một chút để em, bây giờ là em sẽ trên đường em đi em giao chiếc xe này cho anh Giai đây ạ. Vâng, em chào các bác nhà mình ạ. Thì trên quãng đường mà em đi chiếc Mazda CX-5 thì em mới nhớ ra là cũng muốn là để cũng muốn là chia sẻ cho các bác nhà mình một chút về những cái trải nghiệm mà khi mà cầm lái chiếc CX-5 nó như thế nào các bác nhà mình ạ. Thì trước cũng thi thoảng có một số bác muốn có một số bác hay gọi điện cho em để hỏi em tư vấn là liệu lên là mua trong cùng phân khúc con Mazda CX-5 thì có những cái chiếc xe mà Hyundai Tucson rồi là Toyota Cross ấy các bạn. Thì nhiều bác hỏi em là theo em thì lên tư vấn là chọn chiếc xe như thế nào đi nó ok. Thì em cũng đã chia sẻ với các bác nhà mình thì là những cái dòng xe đó phân khúc Hyundai Tucson với Toyota Cross thì nó có thể là nó hơi cứng một chút, nó có thể là hơi cứng vì cái form dáng của nó là hơi đứng tuổi. Thì con CX-5 thì nó cũng form dáng của nó thì trẻ trung, form dáng trẻ trung cũng dễ đi. Thì là do các bác nhà mình lựa chọn để cho nó phù hợp thôi ạ. Và cái thứ hai mà như em nhận thấy em đánh giá thì là ở những chiếc Mazda CX-5 thì như em thấy là các mẫu xe cùng phân khúc thì là các cái chi tiết như bảng táp lô rồi tất cả những cái chi tiết ở bên cánh cửa thì là có thể là nó là bằng nhựa các bác. Nhưng mà ở Mazda CX-5 thì như em đánh giá là em thấy là đều là da hết rồi các bạn. Đấy, nó có sự khác biệt đấy. Còn cá nhân của em thì em thấy những cái chất liệu da thì bao giờ nó nhìn nó sang, nhìn nó sang hơn đấy. Còn các bác nhà mình thì đấy là cá nhân của em thôi, còn các bác nhà mình thì do mỗi người một sở thích các bác. Và ở trên những chiếc Mazda CX-5 thì như em thích là nó có những cái mà những cái chi tiết mà mạ chrome đấy, với những cái chi tiết gỗ đây các bác này, các bác có thể nhìn này đấy. Thì cá nhân của em thì em thích những cái chi tiết mạ chrome với lại da với lại những cái vân gỗ của nó đấy, nhìn nó sang đấy. Còn có thể là mỗi bác một ý kiến các bạn đấy, để có thể lựa chọn. Còn xăng cọ thì em thấy là chiếc trong cùng phân khúc thì em thấy là con Mazda CX-5 nó xăng của nó ăn khá là lý tưởng đấy. Nếu mà trong cùng một phân khúc như em đánh giá thì con Tucson thì xăng của nó ăn chắc cũng phải tầm 10-11 lít đấy ạ. Còn như CX-5 thì như em đi thì em thấy nó ở chỉ ở cái mức tầm 8 lít thôi các bác ạ. Một cái mức tiêu thụ nhiên liệu khá là lý tưởng cho một cái phân khúc SUV gầm cao các bạn. Đấy, thì
như còn về cái trải nghiệm thì khi mà đi trong phố thì em thấy chiếc trong cùng phân khúc thì em thấy chiếc Tucson thì em thấy nó mềm hơn, còn CX-5 thì nó đi trong phố thì nó hơi cứng hơn một chút, còn đi ở ngoài đường trường thì nó mềm mại êm ái và chạy ngọt mượt các bạn. Đó, đó là những cái trải nghiệm của em khi mà em cầm lái chiếc Mazda CX-5, và em đánh giá là riêng cá nhân em thôi là cùng phân khúc các bác. Đấy, thì các bác nhà mình có thể là có thêm những cái thông tin để tham khảo các bác nhà mình nhé. Vâng. Vâng, thì em Khương cũng đã có mặt ở đây rồi, thì anh Gia cũng mua bán rất là thiện lành các bác. Đấy, anh cũng chỉ bảo là em Khương bảo là ok là anh là ok thôi, còn anh cũng chỉ là xem qua một chút thôi để cho nó gọi là mua xe thì nó được okay xem tí thôi. Khương làm ăn là xe của Khương rất là đẹp, rất là ưng ý xe này, đúng như bạn Khương bạn tả, xe rất là đẹp, rất là chuẩn và zin. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh Gia nhé. Vâng, thì là anh đã yêu quý em thì đương nhiên là em đã phải đáp lại tình cảm của anh, thì em cũng anh đã tin tưởng mà anh chưa xem xe mà anh nhờ em, anh có nhờ em để tìm cho một chiếc xe CX-5, mặc dù anh cũng bảo là anh cũng rất là nhiều chỗ mua bán đấy, rất là nhiều chỗ bán xe, không phải là riêng mình em Khương bán, nhưng mà cái mà anh trao cho em đó là cái niềm tin và cái tin tưởng mà người bạn của anh đã mua rồi, cho nên là anh gửi trao chọn toàn bộ niềm tin đó cho em Khương. Đấy, chỉ cần em Khương bảo ok là ok, thì với những cái mà tình cảm đó thì em không thể nào mà gọi là làm anh làm mất đi cái sự gọi là tin tưởng của anh được. Đấy, là em phải đáp lại bằng những cái việc làm và những cái hành động thiết thực của em, đó là chọn cho anh một chiếc xe ưng ý và đẹp xuất sắc luôn đó các bác nhé. Vâng, thì bác nào mà đang có nhu cầu mà mua xe mà chưa biết lựa chọn cho mình một chiếc xe nào mà ưng ý thì có thể là alo cho em Khương để em Khương tư vấn cho các bác. Đấy, các bác nhé. Vâng, thì em cũng mua bán trên mọi miền của Tổ quốc, chỉ cần các bác yêu thương ủng hộ là em cũng ship xe đến tận nơi cho các bác nhà mình. Đấy, các bác nhé. Đấy, các bác không phải lo là ở xa mà không mua được xe của em đâu các bác. Đấy, vâng. Đấy, anh Giai cứ lật lên xem qua một chút nữa đi, xem cái máy này. Đây, con này thì nó là một chiếc xe siêu lướt rồi, 2020 bác nhà mình ạ. Đây anh ạ. Đây. Đó, và đây anh lật cái này ra anh xem. Đây, anh lật ra anh xem. Có đúng như em tả không anh? Có sướng không anh? Đẹp. Vâng. Ok các bác, vâng, thì em xin chào các bác nhà mình nhá.